Đó đen bên trong chiếc hộp máy Nintendo Switch màu đỏ nguyên khối, chỉ có logo Nintendo này, không có bất cứ hình dạng máy nào bên ngoài, sẽ là phiên bản Nintendo Switch nào? Nếu như anh em Thanh Tâm muốn biết thì mình sẽ sẵn lòng trả lời trong chiếc video chết tay và đọc hộp phiên bản Nintendo Switch lạ mắt này nhé. Xin chào anh em và chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Máy Nintendo Switch phải đặc biệt thì cái hộp nó cũng phải đặc biệt đúng không nào? Chiếc hộp bên ngoài chỉ đọc một màu đỏ mà thôi, không có gì khác ngoài cái logo của Nintendo Switch. Logo Nintendo Switch và logo Nintendo Switch. Cạnh trên chúng ta vẫn có logo của Nintendo và ở dưới thì còn có một số thông tin của máy thôi, không có bất cứ bằng chứng nào về thông tin của chiếc máy bên trong cả. Chỉ có người đặt hàng nó mới biết bên trong nó là gì mà thôi. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta cùng đọc hộp ra xem bí ẩn ở bên trong là gì nhá. Chan 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 chan. Vâng, giới thiệu với anh em đây chính là chiếc máy Nintendo Switch OLED nha. Là phiên bản OLED mới nhất chứ không phải là bản V2V1 đâu. Đó. Nhưng mà anh em thấy có một sự khác biệt không? Đó chính là hai chiếc tay Joy-Con. Giờ đây, một bên nó là phiên bản màu neon red. Để mình bóc ra cho anh em xem. Neon red này thì chúng ta cũng đã khá là quen thuộc rồi. Ở trên cái phiên bản neon red blue thì nó có màu neon red như thế này. Đó. Rồi, nhưng mà cái phiên bản tay còn lại, tại sao nó lại là màu blue? Đây là phiên bản mà Nintendo gọi là màu blue nha, không phải là neon blue. Đấy. Có một sự khác biệt như thế này, tại sao nó không đồng bộ bản màu neon nhờ? Bỏ qua cái thắc mắc đó một bên, chút xíu mình sẽ giải đáp cho anh em. Chúng ta khám phá ở bên dưới phụ kiện xem là nó còn có những cái gì khác biệt nữa nha. Rồi, nói qua về phần thân máy thì thân máy chỉ màu đen thôi, nó không có gì khác cả, giống như là một cái phiên bản Switch OLED bình thường vậy đó. Ta đến với phần phụ kiện thì thực tế thì nó cũng không có gì khác cả. Ta có một chiếc grip, một chiếc dây cáp HDMI để kết nối số hình ảnh lên TV, cũng không có gì khác cả. Tiếp theo là một cặp strap để đeo tay ha, cho những game vận động, cũng màu đen mà thôi, là phiên bản OLED luôn nha, không có gì khác luôn. Rồi, cục sạc vẫn là sạc hai chấu bình thường cho thị trường châu Á, và phiên bản đốc màu đen, nó sẽ giống như cái đốc của phiên bản OLED mà bản nào đó anh em, màu đen nha chứ không phải là màu trắng. Như vậy thì nguyên nhân tại sao mà có sự khác biệt này, nguyên nhân tại sao mà Nintendo Switch OLED phiên bản này nó lại có một cái hộp khá là lạ mắt như thế, đó là bởi vì hiện tại Nintendo Nhật Bản đang cho phép khách hàng được quyền chọn màu cho Joy-Con với nhiều tùy chọn màu có sẵn ở đây, và anh em có thể tự ý chọn màu cho tay Joy-Con trái và phải theo sở thích, chứ không nhất thiết là phải chọn những phiên bản có sẵn như là Wild, Neon Red Blue hay Splatoon, Pokemon này kia. Sau đó thì máy sẽ được đóng hộp lại như thế này và gửi đến cho anh em. Đấy, nên là hộp máy mang một ngoại hình khác lạ như thế, một ý tưởng rất hay đúng không nào? Đúng không? Lỡ tôi không thích cái màu có sẵn thì sao? Tôi vẫn có những cái lựa chọn khác cho riêng mình. Mà một điểm rất hay nữa là sở hữu những chiếc máy như thế này hẳn là một phiên bản hiếm có, khó tìm nữa nha. Hàng limited hẳn hoi đấy. Và chiếc máy OLED phiên bản đặc biệt này hiện đang có bán tại Học viện Gaming Shop. Chỉ có một máy duy nhất mà thôi, cho nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox mình ngay nhá. Mức giá đang cực kỳ tốt luôn cho phiên bản máy OLED like new này. Và rất cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên Học viện Gaming nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.